hôm nay có chuyện gì mà con đến đây thăm viếng mẫu hậu? Do mái lò thiều ca chấm nước dân an qua nơi nơi mà con đành lời câu yêu ơn. Cớ sao buồn đau để lụy mình vàng, tưởng tri nghe qua khiến ta lòng ngả thêm kinh, chuyện sâu thắm cũng cớ sao thưa trình, hận người vô tâm gây khổ cho mình lụy đến cho toàn gia, không hề xe kết nga duyên tình dường nhị dùm thông hiếu cho màu hoàng cao sang nhưng cấm quyền quy triều ca thay lòng ai, nghịch thiên đem lòng phán chúa gây làm sai, cầu xin vua như trả tường sợ người chịu ức quan, dù sao cũng bao năm trường công hàng mã há phai, mẹ nhìn đi còn lời chi. Chim rằng chúng ma dân không Dương Nhi đó đạo quân dạ. Dương Nhi thái hậu, nếu như mẹ cũng muốn được tôn xưng là thái hậu thì nên nhớ rằng phụ vương của Doanh Chính chỉ có thể là Trang Tương Dương Tử Sở. Mẫu hậu phạm tội thí chúa, đáng lý ra phải toàn gia xử trảm, con làm sao có thể dĩ tình. Dương Nhi, nhìn mẹ buồn con thơ khó ăn gì con khiến mẹ lệ rơi, thân máu ơi ai thương con khờ vì dinh đầy tiếng ru à ơi trong bóng đêm, giọng cô hương xa mơ, bao nhiêu năm tháng tha phương mong ngài trung quan, chùa xót con tội thần là ôi lời ru vẫn ngọt ngào nhưng sao trong lòng ta càng thêm chua cha, lời yêu thương vẫn còn đây nguyên vẹn mà lòng giá mẫu thân đã đổi thay rồi. Còn gì bài phân đoạn lìa tình thâm, mẹ đành lòng sao giết đi con mình, nguyện quy chung đinh hay gì đôi câu ái ân tâm càng ôi nhói đau, câu yêu ơn này đành quên lãng, nghiêm ký cương luộc nước dần thôi hết mong. Dạ dạ, điều chi muộn tàu chúa thượng, lạ bất gì trước khi rời kinh thành? Lạ bất gì, lạ bất gì, lạ bất gì? Thái hậu, Tần Dương Doanh Chính đều sẽ chết. Không một ai, không một ai có thể cản bước ta. Sao nước chư hầu
ta sẽ thâu về một mối. Ngôi vị tối cao kia chỉ có thể là của ta, là của ta, là của ta.